Tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã có buổi tiếp và trao kỷ niệm trương vì sự nghiệp phát triển ngành công thương Việt Nam cho Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland tại Việt Nam Gareth Wack trước khi ngài đại sứ chuẩn bị hết nhiệm kỳ vào cuối tháng 7 năm 2022. Bộ trưởng nhấn mạnh sự đóng góp đặc biệt của ngài đại sứ trong 4 năm nhiệm kỳ tại Việt Nam. Nhờ nỗ lực của ngài đại sứ, quan hệ hợp tác hữu nghị và truyền thống giữa Việt Nam và Vương quốc Anh đã phát triển, gắn kết hơn. Ngài đại sứ đã có nhiều đóng góp trong việc thúc đẩy đàm phán ký kết hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Vương quốc Anh, UKVFTA, tổ chức phiên họp Ủy ban thương mại của hiệp định UKVFTA, Bộ trưởng cho rằng sự tham gia của Vương quốc Anh không những sẽ mở rộng quy mô mở cửa thị trường của Anh và các thành viên CPTPP mà còn củng cố vị thế của hiệp định với vai trò là một FTA thế hệ mới, tiêu chuẩn cao là hình mẫu hợp tác thương mại của thế kỷ 21. Để ghi nhận những đóng góp của ngài đại sứ, thay mặt Bộ Công Thương, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã trao tặng kỷ niệm trương vì sự nghiệp phát triển ngành công thương Việt Nam cho ngài đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Anh tại Việt Nam.